Thưa quý vị, theo công bố thông tin của Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, những ngày qua, chất lượng không khí ở Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng với ngưỡng có hại cho sức khỏe con người. Chuyên gia khuyến cáo người dân cần trang bị những kiến thức cần thiết để phòng ngừa ô nhiễm không khí, không nên ra ngoài nếu không có việc gấp vào những ngày chất lượng không khí kém, xấu để tránh ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt là đường hô hấp. Đây là khung cảnh Hà Nội những ngày gần đây. Hình ảnh này đã trở nên quen thuộc đối với mỗi người dân thủ đô khi Hà Nội bước vào mùa thu đông, hay còn gọi là mùa ô nhiễm không khí. Bầu trời vào sáng sớm lúc nào cũng được bao phủ bởi một lớp mờ giống như sương. Bụi chứ, ví dụ đây bình thường này chứ còn nếu không là nó còn chạy, nó còn bụi, mình đứng đây nó khó chịu lắm. Buổi chiều tôi thường hay ra đây nghỉ, nhưng mà đứng đây ngắm một tí đây, nhưng mà bây giờ không dám ra vì mật độ xe cộ chạy nhiều mà đường nó lại bụi, nó bẩn thỉu. Đi rất là bụi mà rất là ô nhiễm, mà trời hanh khô này lại càng bụi. Nếu những hạt vi bụi là những cái hạt có khả năng gây ung thư, thí dụ như là cái hạt amen, hay là thí dụ như là cái bụi carbon vô cùng nhỏ, từ đâu, từ trong khói thải của các phương tiện giao thông vận tải, thì cái bụi nó vô cùng nhỏ, có thể nó sẽ đi qua cả cái màng của cái màng lọc của than hoạt tính. Thế thì những cái đấy khi mà đi vào trong cơ thể thì nó gây những bệnh rất nhiều hô hấp, nhưng mà ngăn cản nó rất là khó, là bởi vì nó khả năng di tản nó rất là xa. Theo các chuyên gia, người dân cần trang bị các kiến thức về môi trường, hạn chế sử dụng phương tiện giao thông, thay vì đi ô tô, xe máy, có thể thay thế bằng xe đạp hoặc đi bộ. Tắt các thiết bị điện không cần thiết, đặc biệt là sử dụng điều hòa. Hạn chế đi ra ngoài vào thời điểm chất lượng không khí xuống thấp, buổi sáng khoảng từ 7 đến 9 giờ, buổi chiều khoảng từ 16 giờ đến 19 giờ tối. Đồng thời, chuyên gia cũng khuyến cáo nên thường xuyên vệ sinh phòng ở và nhà cửa, dọn dẹp thông thoáng môi trường sống, hạn chế sử dụng hoặc thay thế sử dụng bếp than tổ ong, củi, rơm rạ bằng bếp điện, bếp từ hoặc bếp ga, hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào thời điểm không khí ô nhiễm nặng, đặc biệt là các gia đình gần đường giao thông, gần khu vực ô nhiễm, trồng cây xanh trong và quanh nhà giúp ngăn bụi và làm sạch không khí. Làm nào đó là chúng ta loại, không đưa những cái nguồn thải phát chất ô nhiễm vào trong nhà hoặc là giảm đưa nó vào trong nhà. Loại thứ hai là đun nấu, thì đương nhiên là chúng ta phải đun nấu, nhưng mà nếu trong có điều kiện chúng ta có thể chuyển sang những cái đun nấu mà nó có ít phát thải ô nhiễm, giả sử như, còn nếu có điều kiện thì có thể chuyển, thay vì đun than tổ ong, chúng ta sẽ chuyển sang đun ga, thì đun tốt nữa là đun điện. Khi ở trong nhà, chúng ta nên đóng cửa sổ, tốt hơn nếu chúng ta có máy lọc bụi, lọc không khí. Nếu bắt buộc đi ra ngoài đường thì ta nên đeo khẩu trang, và không phải khẩu trang nào cũng được, mà phải đeo khẩu trang đã được chứng nhận đạt chuẩn của Hoa Kỳ hoặc Liên minh châu Âu, có thể chống được bụi lơ lửng, bụi cỡ nhỏ. Còn những ngày chất lượng không khí tốt, bầu trời trong xanh, chúng ta nên ra ngoài tập thể dục, hít không khí cho thoải mái. Thì tất nhiên là bệnh nhân thì khi ra ngoài đường vì những cái thay đổi như thế thì mình phòng ấm, giữ ấm và đeo khẩu trang, và có những cái máy lọc không khí trong những cái khu sinh hoạt, ví dụ như gia đình hoặc là những nơi công cộng. Bên cạnh đó, khi ra đường, người dân nên sử dụng khẩu trang đảm bảo chất lượng và đeo khẩu trang đúng quy cách, đảm bảo kín, hít mặt. Người dân nên vệ sinh mũi, súc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường, chai nước rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi ngủ.